cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Quyết Thắng, 44 tuổi, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 12 năm 2020 đến nay, trong vai trò bí thư chi bộ và hiệu trưởng, ông Thắng đã biết rõ quy định ngân sách nhà nước chi trả tiền ấn phẩm thi tốt nghiệp, bao gồm giấy nháp, giấy thi, giấy trả lời trắc nghiệm. Tuy nhiên, trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024, ông vẫn chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm khối 12 thu 100.000 đồng một học sinh với lý do phục vụ kỳ thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình nhận định hành vi của ông Thắng là lạm thu điển hình trong các trường học gây bức xúc trong dư luận. Sự việc đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục và lòng tin của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can Lê Kim Huê, hiệu trưởng trường mẫu giáo Sao Biển, thị trấn Gành Hào để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã nhận được kiến nghị khởi tố với nội dung một số đơn vị cá nhân có hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp hàng hóa dịch vụ xây dựng công trình với trường mẫu giáo Sao Biển có chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Lê Kim Huê với số tiền hơn 300 triệu đồng. Trong đó, công ty Nutifood Bình Dương đã trực tiếp chuyển số tiền hơn 226 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bị can Lê Kim Huê. Ngoài ra, một số cá nhân khác đã chuyển khoản với số tiền 78 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bị can, nâng số tiền tham ô lên trên 300 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Huê đã có hành vi chiếm giữ sử dụng cá nhân các khoản tiền của trường mẫu giáo Sao Biển mà không báo cáo tập thể và không công khai minh bạch, tiền chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của bị can. Liên quan vụ việc, năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải đã có kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng tài chính của trường mẫu giáo Sao Biển. Theo kết luận thanh tra, trong 4 năm học 2015-2016 đến 2018-2019, trường mẫu giáo Sao Biển thực hiện công tác quản lý sử dụng nguồn ngoài ngân sách, các khoản thu đầu năm, nguồn phục vụ các lớp bán trú chưa phù hợp với luật ngân sách, luật kế toán, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện bán trú của nhà trường. Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường nhận tiền hoa hồng của nhà sách hơn 24 triệu đồng nhưng không nhập quỹ cơ quan để quản lý mà tự ý dùng số tiền này để chi cho một số cá nhân là chưa phù hợp. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đã sử dụng số tiền chênh lệch học phẩm hơn 5,6 triệu đồng để mua đồ trang trí cấp phát thêm cho các lớp nhưng không có chứng cứ chứng minh đã mua gì, số lượng bao nhiêu. Nhà trường còn tự tạo lập hóa đơn bán lẻ và tự ký của người cung cấp hàng để thanh toán tiền mua đồ dùng vệ sinh, đồ dùng bán trú, số tiền hơn 43 triệu đồng là chưa phù hợp. Ngoài ra, thanh tra cũng phát hiện nhà trường tự ý thay thế sản phẩm sữa tươi thành sữa bột là sai với quyết định của Thủ tướng và quyết định của Bộ Y tế, thanh toán tiền sữa học đường sữa chua với số tiền hơn 388 triệu đồng nhưng hóa đơn không phải do nhà phân phối cung cấp. Chi bồi dưỡng công làm sữa chua cho ban giám hiệu nhà trường, nhân viên nhà trường số tiền hơn 100 triệu đồng tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và biên bản họp đầu năm với cha mẹ học sinh. Kết luận thanh tra nêu. Ngày 14 tháng 10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông tin, đơn vị đã triệu tập 7 người đến làm việc do liên quan vụ ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy, bị đánh nhập viện sau khi làm thư đăng trên Facebook. Ông Ngô Văn Lư bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thư đăng trên mạng xã hội Facebook thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Qua điều tra, Công an xã Ngư Thủy đã triệu tập 7 đối tượng có liên quan. Nhóm người này đều trú tại thôn Liêm Tiến, cách nhà nạn nhân không xa. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lư đăng trên Facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi đọc bài thơ ông Lư đăng lên Facebook cá nhân, nhóm đối tượng cho rằng bài thơ có ý châm biếm,
Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lư gỡ bài đăng. Tại nhà ông Lư, giữa nhóm đối tượng và ông Lư đã xảy ra cự cãi. Sau đó cả nhóm đã lao vào đánh ông Lư để dạy cho ông một bài học dẫn đến thương tích. Anh Luyết cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể liên quan đến việc trước đó, ngày 9 và 10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền. Do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn, sau đó các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì vậy, ông Lư đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook. Có thể từ đây, những người trên đã đến nhà hành hung bố của anh. Công an thành phố Quảng Ngãi đã khởi tố ông Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi và Đào Văn Lập, 35 tuổi, đều trú tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hai bị can này là hai chủ cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Nghĩa Chánh. Các cơ sở này cung cấp ra thị trường hàng tạ giá đỗ mỗi ngày. Qua kiểm tra, công an phát hiện tại hai cơ sở nói trên có sử dụng hóa chất bị cấm để sản xuất giá đỗ. Loại hóa chất này giúp cây giá đỗ tăng trưởng nhanh. Theo công an, loại hóa chất tăng trưởng bị phát hiện trong các mẫu giá đỗ có thể gây ngộ độc cấp tính, làm tổn hại sức khỏe của người dùng. Hồi tháng 3, hai cơ sở này bị công an phát hiện sử dụng hóa chất 6-benzim aminopurin để sản xuất giá đỗ. Đây là hóa chất tăng trưởng bị cấm trong sản xuất thực phẩm. Chất 6-benzim aminopurin giúp giá đỗ phát triển nhanh, kích thước gây giá đỗ to, mọng nước. Cây giá đỗ được ngâm hóa chất cũng có màu trắng hơn so với sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống. Với hành vi này, cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Vũ Văn Tuấn và Đào Văn Lập bị đình chỉ hoạt động 2 tháng, mỗi cơ sở bị xử phạt 40 triệu đồng. Ngày 14 tháng 10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng của đơn vị này đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn bắt quả tang Trần Bảo Quốc, 47 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, biệt danh Bố Già, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quốc bị bắt quả tang vào tối 12 tháng 10 trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tăng vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 1 kg ma túy loại ketamin, 1,2 kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại nước vui, khoảng 200 vỏ bao dùng để đựng nước vui. Trước đó, ô tô chở Quốc cùng số ma túy trên vừa qua trạm thu phí đường cao tốc hướng về quốc lộ 14B thì bị các trinh sát tiếp cận. Lúc này, tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe tăng ga vượt qua. Các trinh sát đã nhanh chóng trấn áp, khống chế đối tượng. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện Trần Bảo Quốc là đối tượng cộng cán, vốn nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an tại thành phố Hồ Chí Minh nên phải chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung. Quốc móc nối với những đối tượng ngoại tỉnh chủ yếu là khu vực Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế để vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Mặc dù tang chứng vật chứng rõ ràng, nhưng Quốc vẫn kiên quyết không thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, với các tài liệu mà công an thu thập được, Quốc đã phải thừa nhận hành vi của mình.